Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 20 tháng 5 đã dành một phút mặc niệm Tổng thống Iran Ebrahim Raisi, người cùng ngày được xác nhận đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay trực thăng tại tỉnh Đông Azerbaijan. Trên chiếc máy bay số số, ngoài Tổng thống Raisi còn có Ngoại trưởng Abdullahian và một số quan chức Iran. Nhà lãnh đạo tối cao Iran, Ali Khamenei hôm qua đã tuyên bố 5 ngày quốc tang Tổng thống nước này Ebrahim Raisi. Ông cũng thông qua việc chỉ định Phó Tổng thống Mohammed Mokber tạm thời tiếp quản vị trí của ông Raisi. Theo Điều 131 của Hiến pháp, ông Mộc bờ sẽ chịu trách nhiệm lãnh đạo cơ quan hành pháp. Ông Mokbo sẽ cần phải phối hợp với những người đứng đầu cơ quan lập pháp và tư pháp để chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống, tối đa trong 50 ngày. Cùng ngày, Nội các Iran đã bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ali Bagheri Kani làm quyền bộ trưởng, sau khi Ngoại trưởng Hossein Ami Abdullahian tử nạn trong vụ rơi trực thăng.